Hello, mến chào tất cả quý vị anh chị em đã vào diễn đàn hôm nay để bỏ thì giờ quý báu nghe tôi nói chuyện. Hôm nay là 6 giờ 23 phút buổi chiều ngày 14 tháng 4 2020 giờ California. Mình sẽ nói đề tài cuộc họp báo ở tòa Bạch Cung hôm nay. Thì trước khi mình vô vấn đề để nói về cái cuộc họp báo thì mình xin đọc những cái con dịch Vũ Hán đã ảnh hưởng đến ngày nay như thế nào, bao nhiêu người. Thì hiện nay á là toàn thế giới là có 1.997.894 người đã bị nhiễm, và số người đã chết á là 126.677, và cái số người mà chữa lành á khỏi bệnh là 485.739. chữa lành là quá, còn cũng như là khoảng 1/4 á để chữa lành rồi đó, trong cái số mà gần 2 triệu. Và cái số mà tổng cộng hết 115 quốc gia và lãnh thổ ảnh hưởng, thì hôm nay mình nói ở Mỹ, tại vì mình ở Mỹ, là 614.192 người là bị nhiễm, 26.043 người là chết, còn chữa lành là 48.137. thì hôm nay là chữa lành rất là khả quan đó, 48.000 mấy là gần 50.000 người đó. Thì tổng cộng là cái số chết là 26.000, thì cái số chữa lành nó cao hơn. Bây giờ mình kế tiếp, cái quốc gia kế tiếp là Tây Ban Nha là 174.060 người đã bị nhiễm, và chết là 18.255 người, và những người chữa lành thì 67.504 người. Ý đại loại là 162.488 người bị nhiễm, 21.067 người là chết, 37.130 người là chữa lành. Pháp là 143.303 người bị nhiễm, 15.729 người chết, và 28.805 người chữa lành. Đức là 132.286 người bị nhiễm, chết là 3.495 người, và chữa lành là 63.694. Nước Anh 93.873 người bị nhiễm, chết 12.107 người chết, và chữa lành là 1.918 người chữa lành. Tàu cộng là 82.295 người bị nhiễm, chết là 3.342 người, chữa lành là 77.828. Thì mình chỉ đọc thôi, quý vị tin bên tàu cộng hay không đó là quyền của quý vị. Ba Tư là Iran á, 74.877 người là bị nhiễm, chết là 4.683 người chết, chữa lành là 48.129 người được chữa lành. Thổ Nhĩ Kỳ 65.111 người bị nhiễm và chết là 1.403 người, chữa lành được 4.799 người. Nước Bỉ là 31.119 người bị nhiễm, chết là 4.157 người, chữa lành là 6.868 người. Canada là 27.063 người bị nhiễm, chết là 904 người, chữa lành là 8.235. Thụy Sĩ là 25.957 người bị nhiễm, chết 1.175 người, và chữa lành là 14.700. Đó là cái tổng kết đó. Xong đây là mình sẽ nói hôm nay là ngày quan trọng của tổng thống, họp với lại bộ trưởng bộ ngân khố, và đồng ý với cái cuộc họp đó. Tổng thống cũng thỏa thuận với ông Newchen, đó là bộ trưởng ngân khố, về các hãng hàng không, để tài trợ cho các hãng hàng không lớn nhỏ đó, để trả lương cho công nhân và giữ lại họ để tiếp tục làm. Vì cái hãng những hãng hàng không đó cung cấp nhân công và thuế cho chính phủ rất là tốt, để bảo vệ người công nhân. Thường thường cái gói này, package này là thí dụ như hãng hàng không nó trả lương cho cái những người nhân viên đó, thì chính phủ sẽ tài trợ lại, cũng giống như tiểu thương. Tuy nhiên cái này là những hãng lớn, thì ông Mutin đó, ông cũng họp nói chuyện với lại cái hãng hàng không. Mỹ
sẽ chiến đấu với con vi trùng này cùng thế giới. Mà rất tiếc á, là cho mỗi một sinh mạng con người bị chết, tổng thống tiếc cho những mọi người đã bị chết á. Với một kẻ thù vô hình, nó đang ở trong bóng tối hiện nay, nhưng chúng ta sẽ thấy cuối đường hầm và thấy ánh sáng rõ hơn bất cứ lúc trước. Tức như là cái đường mà để mà kiểm được cái dịch này đã thấy rồi đó, thấy rõ hơn từ lúc trước mình thấy mờ ảo khó khăn, bây giờ thấy là có thể kiềm chế được. Những gì chúng ta đã làm rất có hiệu quả, nhìn những nước khác như Tây Ban Nha, Anh, Ý, chúng ta đang làm với họ và giúp họ những máy trợ thở họ rất cần hiện nay và rất cần. Ở toàn nước Mỹ là có 50 quận hạt, ở nước Mỹ là không có một ca nhiễm nào hết. Và có một số quận hạt có rất ít ca nhiễm ở trên nước Mỹ. Nhiều nơi bị nhiễm nặng nhưng không quá nguy hiểm, vẫn trên đà kiểm soát được. Cảm ơn tất cả công ty Mỹ đã giúp chúng ta, và tổng thống nói rất là nhiều tên những cái công ty mình không có đọc vô đây hết được, những công ty lớn đó mà. Và cảm ơn tất cả những vị lãnh đạo tinh thần tôn giáo, và đồng thời tổng thống cũng nói một số tên của những vị lãnh đạo tinh thần tôn giáo, nhưng mà mình không có đọc ở đây hết. Có một số thống đốc dân chủ là người bạn tốt của tổng thống, và tôi tổng thống sẽ nói sau. Và có một số họ cũng không có hợp tác, không có được tốt mấy, thì cho đó tổng thống sẽ nói sau. Cái mục đích chính của tổng thống á, là cái nền kinh tế ổn định và phát triển. Quân đội á, gọi là công binh á, và quân đội á, là lo giúp cho đất nước này rất là nhiều. Thí dụ như làm một cái bệnh viện dã chiến ở cái center, cái khu center Javits Center, là cái khu đó hồi xưa bà Hillary Clinton bà dự là một cái bà sửa soạn để một cái cuộc thắng cử 2016 á, là cái đó bây giờ biến cái đó thành một cái khu bệnh viện dã chiến. Mà cái bệnh viện dã chiến này á, là có cỡ cho 400 người quân nhân, và những cái quân nhân đó là có bác sĩ, y tá và các người cộng trợ sự viên về y tế và an ninh đó, để mà điều hành cái này đó là hoàn toàn của quân đội chứ không có phải là tư nhân. Thứ năm tới tổng thống sẽ nói mỗi thống đốc của tiểu bang, 50 tiểu bang đó, để cái vấn đề mở cửa trở lại. Và tổng thống sẽ lấy những cái lời, cái ý kiến đóng góp của những tổng thống tùy theo tiểu bang. Máy trợ thở hiện nay còn dư khoảng 10.000 cái, và sẽ sẵn sàng gửi đến những nơi nào cần thiết. Và tổng thống và cái đội ngũ của tổng thống đó sẽ nói chuyện với lại cơ quan WHO, là cơ quan y tế thế giới đó, và vấn đề khoảng 500 triệu đô la mà nước Mỹ đóng góp cho họ, nhưng họ không làm đúng chức năng của họ. Tàu cộng nó chỉ đóng khoảng chừng 4 tới 50 triệu Mỹ kim mỗi năm thôi, nhưng mà cái cơ quan y tế thế giới, những người đó họ bên vực tàu cộng, bảo vệ cho tàu cộng. Tiểu bang cần liên bang giúp. Những cái tiểu bang ở nước Mỹ thì cần cái liên bang giúp. Quyền hạn của tổng thống chứ không phải tôi, chứ là tổng thống cấp nhà báo hỏi, thì tổng thống có nói cái quyền hạn của tổng thống để điều hành quốc gia không phải là cá nhân của tổng thống Donald Trump, mà cái quyền hạn đó là quyền hạn của tổng thống Hợp Trung Quốc Hoa Kỳ. Các thống đốc á, tổng thống cũng giải và để cho các thống đốc tiểu bang điều hành những cái gì xảy ra trên tiểu bang của họ, đó là cũng như là độc lập để điều hành đó. Nếu cần sự hỗ trợ của liên bang thì liên bang sẽ giúp. Sẽ trở lại
mở cửa, sẽ mở cửa trở lại rất sớm và rất nhanh. Tổng thống dự đoán đó. Không có công bình cho nước Mỹ khi nước Mỹ đóng từ 4 tới 500 triệu đô la mỗi năm cho Tổ chức Y tế Thế giới, mà tạo cộng đóng khoảng chừng 40 triệu đô la hoặc ít hơn. Nhưng mà cái sự công bình nó không có đến với nước Mỹ, và cái Tổ chức Y tế Thế giới nó thiên về cho tạo cộng hơn. Cái báo chí hỏi thì Tổng thống có nói tàu cộng nó sẽ mua cái hàng hóa của nước Mỹ là 250 tỷ của chúng ta, thì trong đó có những cái hàng nông phẩm. Cái đó là cái câu hỏi của báo chí, thì Tổng thống trả lời. Và Tổng thống tuyên bố là giữa nước Mỹ và tàu cộng, nếu mà có cái hiệp thương tốt thì là tốt, còn nếu không có thì cũng không sao. Nước Mỹ có nhiều nơi để giao thương chứ không phải chỉ gì là tàu cộng. Và Tổng thống nhắc nhở lại tất cả mỗi thống đốc của mỗi tiểu bang là có quyền quyết định lấy mở cửa cho tiểu bang đó hay là không, là do nơi mỗi thống đốc của tiểu bang quyết định chứ không phải là Tổng thống. Nhưng mà Tổng thống chỉ đề ra mà thôi. Và Tổng thống hy vọng sẽ mở cửa trước cuối tháng này, tức là cuối cái tháng 4 này á, là sẽ mở cửa trở lại trong cuối tháng này, mà có thể là từng phần chứ không phải là toàn phần. Giống có một nhân hỏi là cái giao thương của làm ăn với tàu rồi như thế nào vậy? Thì Tổng thống trả lời là lúc trước á, tàu nó bên tàu cộng nó không có trả cái sự công bằng, và trả tiền cho chúng ta công bằng buôn bán không công bằng. Và hôm nay Tổng thống đã nói chuyện lại và họ mua hàng của chúng ta và trả lại cho chúng ta. Và Tổng thống cũng than phiền là tàu cộng nó không có minh bạch về cái cơn dịch Vũ Hán này. Tổng thống sẽ nói có một cái ủy ban điều tra của Mỹ để điều tra cái Tổ chức Y tế Thế giới về 5 triệu đô la đó, hàng năm thường nước Mỹ thường đóng, sẽ điều tra đó. Tổng thống không có ép những thống đốc của tiểu bang, mỗi tiểu bang của nước Mỹ để nghe lời và thực thi đúng theo cái lời của Tổng thống. Và Tổng thống trao quyền quyết định cho mỗi tiểu bang. Và kể cả ông Cuomo là thống đốc tiểu bang New York. Và Tổng thống cũng nói là Tổng thống giúp cho ông Cuomo là tiểu bang New York, thành phố New York đó, hiện nay họ dư ra tới 2.500 giường bệnh không có sử dụng. Và nếu mà trở lại làm việc bình thường thì mỗi người làm việc ở trong công ty phải thử testing và thử nhiệt độ thường xuyên khi trở lại làm việc. Và có phóng viên hỏi về vấn đề bắt tay rồi sao, thì Tổng thống có hỏi ý kiến những cái người mà bác sĩ đó, thì là một câu hỏi ý kiến của cái đội ứng phó của Tổng thống, thì có người trả lời thì sau này cũng có thể bắt tay được. Và cái đảng Dân Chủ sẽ bỏ thêm những cái điều kiện vào cái gói hỗ trợ thứ tư, mà họ sẽ bỏ những cái điều kiện vô trong cái gói hỗ trợ thứ tư đó, là những cái thứ mà không cần thiết. Giống như là kỳ trước là bỏ vô cái vấn đề mà cái rạp hát Kennedy ở Washington DC vậy, có nhiều thứ nữa. Họ làm như vậy là vì lý do chính trị thôi. 29 tiểu bang có thể mở sớm hơn với tình trạng là hiện nay thấy rất là tốt. Có thể là 29 tiểu bang trước nó mở trước. Vấn đề vận tải và những cái người mà chợ bán đồ ăn đồ này nọ đó, thì ngày mai Tổng thống sẽ nói chuyện với những người lãnh đạo trong những cái công ty và những cái nơi đó. Và Tổng thống cũng nói tất cả những thống đốc của tiểu bang ở nước Mỹ
phải làm việc cho tốt. Nếu mà các thống đốc mà không có làm việc tốt thì tổng thống và cái đội ngũ của tổng thống sẽ làm việc cho cái tiểu bang đó. Và tổng thống có nói tôi xin chào dân Mỹ theo sự hướng tôi xin chào dân Mỹ và cảm ơn dân Mỹ đã theo sự hướng dẫn của Bộ Y tế để bảo vệ tính mạng người Mỹ. Tức như là mình tuân theo cái Bộ Y tế hướng dẫn, dân Mỹ tuân thủ rất là tốt. Tổng thống cũng chào và cảm ơn. Chính phủ của tôi sẽ nói với WHO, tức là Tổ chức Y tế Thế giới, về sự vô trách nhiệm của họ. Họ tạo ra sự lây nhiễm của thế giới. Ai cũng biết sự việc xảy ra như vậy. Và Tổng thống sẽ nói chuyện với WHO rất là sớm. Dân Mỹ, mỗi nước Mỹ đó, dân Mỹ đã đóng góp từ 400 đến 500 triệu mỗi năm. Mà tàu cộng chỉ đóng góp có 40 triệu đô la hoặc ít hơn. Nhưng họ không thông báo sớm về sự đi lại của tàu cộng, di chuyển của tàu cộng đó sớm hơn. Khi tàu cộng nó giấu giếm như vậy á, mà nếu mà nó công bố sớm á, thì số người chết á, trên thế giới á, nó ít hơn. Nhìn đi, thế giới và châu Âu, nhiều quốc gia theo sự thông báo của WHO. Tức như là WHO á, cái sự thông báo của WHO nó không có thông báo minh bạch và nó giấu giếm. Và WHO nó bảo vệ cho tàu cộng. Nhiều nước nghe theo lời của WHO, các số nhiều nước trên quốc gia nghe theo sự hướng dẫn của WHO á. Và chuyện xảy ra như thế nào, không thể tin được. Không có ai mà thể tin được. Nhiều quốc gia tiếp tục mở cửa đi lại. Tức như là sự giấu giếm đó, nhiều quốc gia không biết đó, là mở cửa đi lại di chuyển bình thường giống từ từ tàu nó đi đó. Sự công bố sai lạc từ lúc ban đầu của tàu cộng và khu đó. Bữa nay tổng thống họp báo nói về tàu với lại tàu cộng. Thứ nhất là cái tổ chức khu đó. Cái sự không minh bạch và giấu giếm đó. Khu là tổ chức Y tế Thế giới, sự việc này vì chính trị lợi ích nên che giấu sự di chuyển, làm bệnh dịch đến nhiều nơi không kiểm soát được. Tổ chức WHO thành lập từ năm 1948, Mỹ đã ủng hộ và đã giúp bảo vệ cái tổ chức này. Và tổ chức này phải có trách nhiệm bảo vệ sức khỏe nhân loại. COVID-19 là sự đóng góp của Mỹ để họ làm nhiệm vụ. Cái vấn đề mà cái bệnh COVID-19 đó, là Mỹ đã đóng góp cho số tiền lớn như vậy để họ làm tròn cái nhiệm vụ. Nhưng họ đã sai lầm và không nói sự thật. Thế giới cần sự minh bạch của WHO càng sớm và đúng lúc. Nhưng không phải như vậy. Họ phải chịu trách nhiệm về cái hành động sai trái của họ, giấu giếm như họ. WHO, Tổ chức Thế giới, Y tế Thế giới, không điều tra từ Vũ Hán vì sự mâu thuẫn quyền lợi với tàu cộng. Tức như là tổ chức WHO có thể là đi qua họp đó, lúc mà đi qua họp với tàu cộng, họp kín gì đó, thì vì cái tổ chức đó nó có cái mâu thuẫn quyền lợi gì đó, thí dụ có thể tổng thống nói ra thì có thể là cái sự đút lót gì đó, mua chuộc á. Tháng 12 2019, WHO nói láo dịch này á là chỉ truyền từ vật sang vật chứ không có thể đi từ người đến người. WHO phải điều tra ngay lập tức, nhưng mà WHO không có điều tra. Nửa tháng giêng 2020, WHO lại công bố bản báo cáo là một lần nữa, bệnh này nó không có thể lây từ người sang người được, làm mất nhiều thời gian và họ không nói ra sự thật. Chúng ta chỉ chi rất nhiều tiền để cho họ đến tàu cộng điều tra, nhưng họ với tàu cộng công bố ít người chết theo lời của tàu cộng, làm cho nhiều người chết vì sự chậm trễ đó.
có hại cho nhân mạng con người, tánh mạng con người và có hại đến nền kinh tế thế giới. Ngay cả Tàu Cộng không minh bạch sự thật. Tôi nghĩ như vậy, Tàu Cộng dối trá là dịch không lây nhiễm, không cần phải đóng cửa. Về vấn đề du lịch đi lại, tất nhiên là khi mà tổng thống mà ra cái luật mà khờ cấm tàu mà đi qua lại, coi như là cuối tháng giêng ngày 31 thì tàu nó vẫn phản đối là cái dịch nó không có đáng kể, là không nên đóng cửa như vậy, không có cấm cho người tàu đi qua lại như vậy. Khi tôi đóng cửa, Tàu Cộng phản đối nên làm như vậy đó, không nên làm như vậy, là Tàu Cộng nó phản đối là không nên làm như vậy, nó còn che giấu. Tức là ngày 31 tháng giêng gì đó, tháng giêng năm 2020 á, Tổ chức Y tế Thế giới tin tưởng vào bản báo cáo của Tàu Cộng, thật sự là không đúng như vậy và nhiều dịch hơn bản báo cáo, tức là nhiều cái cơn dịch, nhiều người bệnh và nhiều người chết hơn trong bản báo cáo mà Tổ chức Y tế Thế giới không có điều tra mà chỉ tin tưởng vào cái bản báo cáo của Tàu Cộng. Chúng ta cần sự điều tra độc lập của WHO. Chúng ta nhận được báo cáo của WHO và chúng ta phải cần, Tổng thống nói đáng lẽ là Tổ chức WHO phải có một cái sự điều tra độc lập và có cái bản báo cáo của WHO, chứ không phải là WHO lấy cái bản báo cáo của Tàu rồi về báo cáo lại đó. Chúng ta và thế giới bị thiệt hại về nhân mạng và về kinh tế, về sự dối trá của họ, tất nhiên là Tàu Cộng với lại WHO, cái sự dối trá đó làm thiệt hại nền kinh tế và nhân mạng con người của trên thế giới. Cần phải có sự sửa lại, tức là tái phối trí lại của WHO, vì sự đóng góp của nước Mỹ rất là nhiều và thế giới cũng đóng góp rất là nhiều vào cái tổ chức WHO, nó phải cần tái phối trí lại. Và Tổng thống nói ở nước Mỹ không có một bệnh viện và cơ sở y tế nào mà từ chối bệnh nhân về cái cơn dịch Vũ Hán này, và họ đều chữa trị cho tất cả mọi người bằng nhau. Và tiểu bang, Tổng thống không có nêu đích danh nhưng mình biết Tổng thống muốn nói ai à. Tổng thống nói có tiểu bang nó đòi tới 40.000 máy trợ thở. Và Tổng thống rất là kinh ngạc hãi hùng. Tổng thống nói họ không có cần nhiều như vậy. Và cuối cùng họ được nhận 7-8.000 máy và họ đã đủ sử dụng, không có gì trở ngại cả trong 7-8.000 máy đó. Không thể tưởng tượng được họ dám đòi tới 40.000 máy trợ thở. Cái ngày hãi hùng sợ hãi nhất của tôi là Tổng thống đó, là trong buổi họp với là cái những người làm việc với Tổng thống, là những người đó cho ý kiến là nước Mỹ cần ít nhất là 100.000 máy trợ thở. Thì Tổng thống sợ lúc đó là không có, mà nói tới 130.000 máy trợ thở cần đó. Thì những cái người trong cái ngày họp mà Tổng thống họp với lại những người đó đó, Tổng thống hỏi là cái tiền á mà nó đưa cho WHO đó là cái số tiền lớn như vậy mà họ xài như thế nào. Tổng thống đặt câu hỏi và Tổng thống muốn họ cải tổ lại cái hệ thống y tế thế giới, cái tổ chức y tế thế giới, họ có thể sửa lại hay không. Tổng thống cũng không biết nữa. Và Tổng thống than phiền là Tổng thống thừa hưởng những cái gì để lại của những đời tổng thống trước, để lại không có cái gì cả, và những cái tiểu bang trên nước Mỹ họ cũng không có một cái dự trữ để chuẩn bị trong cái biến cố như bây giờ. Tổng thống biết nói là tôi biết là mỗi người cần máy trợ thở, mà nếu không có đó thì chỉ có chết mà thôi. Rồi Tổng thống cũng nói chúng ta cần máy trợ thở ngay trong lúc này, và tôi những người phải làm và phải có ngay và tìm kiếm khắp nơi để cho có và thông báo mỗi ngày có bao nhiêu, cũng như giờ Tổng thống họp báo là mỗi ngày có bao nhiêu.
Tôi ra lệnh cho đội ngũ của tôi về cái luật bảo vệ chiến tranh, tức nghĩa là cái luật bảo vệ về quốc phòng á, sản xuất bảo vệ quốc phòng á. Cái luật của Mỹ nó có cái luật đặc biệt, và khi cái khẩn cấp á, thì nó gọi là sản xuất quốc phòng, thì là cái luật đó nó rất là mạnh. Để tổng thống nói để sản xuất nhanh, luật này rất là mạnh và rất là hữu hiệu, hiệu hơn bất cứ những cái luật nào. Nhờ cái luật này mà chúng ta sản xuất và nó ra nhanh, và yêu cầu những cái công ty của Mỹ nó sản xuất ra rất nhanh để đáp ứng cái nhu cầu càng nhanh càng tốt. Điều đó có thể làm được. Và hiện nay là mình có 10.000 cái máy để dự trữ, và nó sẽ có là 30.000 cái máy trợ thở sắp tới, và đến cuối tháng 6 là mình sẽ có khoảng 120.000 máy trợ thở. Chúng ta là để dự trữ, nói chúng ta dự trữ, có thể chúng ta không có cần những cái máy này nhiều như vậy, nhưng để dự trữ cho mỗi tiểu bang và trong tương lai. Và chúng ta dự trữ những cái máy trợ thở loại rất là tốt, loại là xịn. Và chúng ta có 10.000 máy trợ thở dự trữ sẵn sàng gửi đi nơi cần thiết như New York, New Jersey, Louisiana hay là tiểu bang Illinois hay những tiểu bang khác nếu cần. Và tổng thống giới thiệu Adam, cái ông Adam á, thì tổng thống mời Adam ra nói chuyện. Và tổng thống cảm ơn Adam đã làm việc, chúng ta phải cảm ơn Adam làm việc 24 giờ mỗi ngày, rất là cực nhọc cho chúng ta. Và ông Adam ông nói thì cũng giống như thông, ông có là 10.000 máy trợ thở đang gửi đến nữa. Trong lúc này thì có 10.000 máy đang gửi đến, và cuối tháng 6 sẽ có 100.000 máy thêm nữa. Ngay lúc này chúng ta có, hiện bây giờ là trên nước Mỹ có được 60.000 máy ở trong tất cả những bệnh viện và những nơi y tế đó ở trên nước Mỹ rồi, và cộng thêm trên dưới khoảng 10.000 cái máy nó đang có bây giờ. Tất nhiên là tổng cộng theo mình tính là cỡ 70.000 máy, và nó tiếp tục nó có thêm nữa. Thì hôm nay mình tóm tắt sơ lược trong cái bản họp báo bữa nay, tổng thống họp báo bữa nay thì đặt vấn đề Hu là nặng nhất và Tàu Cộng là nặng nhất. Đó, thì mình cảm ơn tất cả quý vị anh chị em một lần nữa đã bỏ thì lắng nghe mình nói chuyện. Nếu có gì sơ xuất quý vị thông cảm, và những nào người nào có khả năng dịch rõ và ý có ý điểm, có cái ý mà đúng hơn á, thì dịch và gửi lại trong cái email của mình sẽ upload lên cái video YouTube cho những người Việt Nam mà không có rành tiếng Anh thì có thể hiểu được cái nội dung của cuộc họp báo ngày hôm nay. Và xin tạm biệt tất cả quý vị anh chị em, chúc quý vị anh chị em hạnh phúc, gia đình bên người thân, và giữ gìn sức khỏe, ngủ một giấc ngủ ngon nếu ở California và ở nước Mỹ.